Đỗ Văn Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2016. Video clip này chúng tôi xin giới thiệu quý vị chiếc ghế bập bênh bằng được làm bằng chất liệu gỗ cam xe. Hoàn toàn là gỗ nguyên khối bằng gỗ cam xe. Chiếc ghế này gọi là chiếc ghế thư giãn hay là ghế người. Rất là tiện cho những công việc hàng ngày làm việc thì quý vị về nghỉ ngơi, ghế có thể ngả xem TV hoặc là ngồi thư giãn rất là thoải mái. Chiếc ghế bằng gỗ cam xe này đối với chúng tôi sản xuất rất là nhiều, hàng loạt, hàng mỗi lần sản xuất ra hàng trăm chiếc. Quý vị có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để được chúng tôi gửi hàng đi tận nơi. Riêng cái ghế này chúng tôi làm tháo rời, gửi tận nơi được rất là tiện, gửi xe khách đi tận nơi. Quý vị đã xem clip chúng tôi đang quay tại cơ sở 2 đối với Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Chiếc ghế lười này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ cam xe và được hoàn thiện đánh cho ly trần, còn nguyên vân gỗ. Chiếc ghế này chúng tôi bán với giá là 2.500.000, một giá rất là hợp lý. Quý vị có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi sẽ gửi hàng đi toàn quốc. Đây gọi là chiếc ghế lười hay là ghế thư giãn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe hoặc là gỗ nghiến. Quý vị đã xem trên mình, đây là chiếc gỗ cam xe chúng tôi vừa hoàn thiện cái ly xong vẫn còn dính thôi. Chiếc ghế lười này chúng tôi đã bán cho khách hàng ở tại thành phố Hải Phòng rồi. Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất những cái ghế này bằng gỗ mun, gỗ hương, gỗ chắc rất là nhiều. Size kia là một chiếc ghế cũng bằng gỗ hương, chúng tôi chưa hoàn thiện. Ở trên mình quý vị xem là chiếc giường chữ X mẫu đục vách đục hoa hồng. Giường này có kích thước là 1m8 x 2m. Size kia là bộ bàn ghế ăn gỗ hụ gồm 8 ghế một bàn mẫu Louis, chúng tôi chuẩn bị giao cho khách hàng ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Đỗ Thanh Nhân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau. Chiếc ghế này chúng tôi thì quay phớt qua thôi, nó cũng rất đơn giản, cũng có gì là cầu kỳ, có thể ngả ra, có thể ngồi để xem TV hoặc là thư giãn ngày làm việc mệt mỏi. Đỗ Thanh Nhân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau.